Em xin chào cả anh chị em nhé. Thì em giới thiệu với anh chị em á, một cái bất động sản gần ngay đường Võ Văn Kiệt này luôn anh chị em ạ. Và gần biển Mỹ Khê tầm khoảng 3 đến 400 mét thôi. Thì diện tích công nhận trên sổ á là 155 mét vuông. Và nhà của mình á thì giá chủ gửi cho em đang bán á là giá rất là tốt luôn, chỉ có 3 chấm ít tỷ thôi cho diện tích là 155 mét vuông công nhận trên sổ hồng riêng nha anh chị em. Ở vị trí á, thì rất là đắc địa luôn, để em quay xung quanh cho anh chị xem nhé. Đây vị trí là em đang đứng ngay nơi chỗ đường Võ Văn Kiệt với là giao nhau với đường Hồ Nghìn nha anh chị em, rất là sầm uất ạ. Xung quanh chỗ này á, thì toàn là nhà hàng và khách sạn cũng như là ăn uống rất là sầm uất luôn, khách du lịch cũng như là những chiếc xe du lịch á, người ta đổ xe ở đây rất là nhiều luôn anh chị em nhé. Ngoài kia là cái bãi tắm Mỹ Khê của mình ạ, biển thì rất là đẹp luôn ha ấy. Và cái nhà của mình á, thì sổ hồng riêng pháp lý đầy đủ, chỉ kiệt trước nhà của mình á, là kiệt thông và kiệt trước nhà là 3,5 cho đến 4 mét nha anh chị em nha, rất là thông thoáng luôn ạ. Xung quanh thì nhà cửa rất là khang trang rồi, và dân trí thì xung quanh hàng xóm láng giềng thì rất là cao luôn. Mình cất tầm khoảng là 15 mét thôi anh chị nhá, 15 mét thôi là mình ra mặt tiền đường ạ. À, cho nên anh chị em cứ thoải mái nhá, căn này thì em định giá rất là tốt luôn. Cho nên anh chị nào muốn mua nhà gần biển nhá, gần biển Mỹ Khê thuộc Phước Mỹ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng này, tài chính tầm khoảng là 3 chấm ít tỷ, mà muốn mua diện tích lớn á để xây nhà ở, hiện tại là nhà cấp 4 và nó còn rất là mới và ở rất là tốt luôn anh chị em nhá. Hoặc là anh chị em có thể xây lên, có thể làm cho thuê á, thì cũng rất là tiện ích và thuận lợi ạ. Xung quanh đây thì tuyệt vời rồi anh chị em, alo trực tiếp với em nhé, alo trực tiếp với em để em hỗ trợ ạ. Em cảm ơn anh chị em rất là nhiều, em xin chào.